Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con map mới ở trong Minua. Map này thì mình mới thấy ở trên thư viện mini thôi, khá là hay ho luôn đấy. Bởi vì bạn này mô phỏng lại một cái tựa game có tên là The Last of Us. Đó, build cực kỳ đẹp luôn, build một cái thành phố kiểu như hoang tàn sau hậu tận thế. Bạn nào mà chưa chơi cái game này thì có thể là lên YouTube bấm là The Last of Us thì mình thấy là có rất là nhiều các streamer chơi game này rồi, cực kỳ hay luôn. Mình thì mình cũng không coi chi tiết lắm về game này, có biết sơ sơ qua thôi. Đây là một trong những tựa game cực kỳ hay luôn, bạn nào mà chưa chơi thì có thể chơi thử nha. Đó, hôm nay chúng ta sẽ thử trải nghiệm bản beta The Last of Us ở trong Minua để coi xem là nó sẽ như nào. Các bạn ơi, bình thường là đấy, ở trong ngoài đời thực ra ở trong cái game kia ấy, có hai chú cháu cơ. Đấy, có ông chú với cả đứa cháu gái hay là gì mình không nhớ lắm đó. Mà ở đây chỉ có một mình thôi, nên mình sẽ tạm gọi, mình sẽ thay đổi chủ đề của cái video này một chút. Mình sẽ tạm gọi nó là người sống sót cuối cùng trong thành phố đấy. Bởi vì ở đây là cái thành phố này, trời ơi, thành phố nó hoang tàn luôn các bạn ạ. Đó, mình phải đi di chuyển đến đích cái sao ấy, mình nhớ không nhầm thế. Theo như tiêu đề cái video này ý, là cái map này là thuộc giải mã các bạn ạ. Đó, đây là một trong đây là map giải mã nhá, nằm trong một giải mã, mình cũng không rõ chơi như nào nữa. Đây, nói chung thì cứ khám phá thử thì biết. Ok, trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Hiện tại là mình chỉ có 26 viên đạn thôi, phải né thằng này đã. Ui, mình nghĩ là mình không nên bắn thằng này đâu, bởi vì mình chỉ có 26 viên đạn, phải tiết kiệm các bạn ạ. Wow, map build đẹp thế nhở, trông có vẻ ok đấy. Ồ, không biết là di chuyển đến đâu đây. Ui, ui, quả map hay thật sự các bạn ạ. Được đấy. À, khá là kịch tính cái gì đấy. Ồ, cửa đóng à? Cửa đóng không vào được các bạn ạ. Cái gì đấy? Ủa, từ, có thằng gì đấy. Từ nữa là né ra các bạn ạ, né ra. Ở kia bảng thông tin kìa. Ở kia, ơ, không tiếng Anh à? Map này không có tiếng Anh các bạn ạ, thế nó mới cay cơ. Map này không có tiếng Anh. Đây là tiếng gì? Guardian. Cái gì là Nasegura? Không biết. À, vậy là chúng ta phải đi vào trong kia đúng không? Tức là phải hạ gục thằng này à? Một viên. Ồ, không chết à? Hai viên. Ok, rồi. Phải đi vào trong này đúng không? Cái gì đây? Bảng gì đây? Không đọc được. Đây, trời ơi, không có tiếng Anh các bạn ơi. Cái gì đây? Ui, ở đây là xe tăng à? Cái gì đây? Nút bấm gì đây? Ui, đây là xe tăng đúng không? Thì như đây kiểu quân địch các bạn ạ. Đây là quân địch cái sao ấy? Kiểu như là mình là người sống sót cuối cùng trong cái thành phố tội phạm cái quét mà không nhớ lắm. Úi trời ơi, cái gì đấy? Có bom nổ kìa. What the hell? Bom nổ xong chúng nó đánh nhau các bạn ạ. Ơ, bom nổ xong chúng nó tự đánh nhau kìa. Ơ, hỏi chấm. Đứng đây xem thử nào. Ơi, đứng đây coi mấy thanh niên đánh nhau. Ơ, không biết là có gì đây. Không biết là trong này như nào ấy. Ơ, tự nhiên mấy thanh niên đánh nhau các bạn ạ. Ơ, cái cửa kia mở rồi các bạn ơi. Ơ, tự nhiên bom nổ xe tăng xong cái cửa kia mở. À, map này có vẻ hay nhỉ. Đây mới là phiên bản beta thôi các bạn ạ. Wow, đây mới chỉ là phiên bản beta thôi nhá, bạn ấy mới build xong thôi. Ui, nổ cửa luôn. Ui, trigger hay đấy, hay là động, hay là có, không biết là có nối mạch điện qua đây không mà không rõ. Map này hay chứ, cái gì đấy? Cái cửa cụt à? Ui, map này build được chứ. Ui, map này hay đấy các bạn ơi. Ơ, phòng này không vào được à? Không vào được các bạn ạ. Không vào được. Cái gì đấy? Không vào được. Ôi dế dế. Ơ, toàn đường cụt thế này. Ơ. À, đây có công tắc. Ok, ở đây có cái điểm máy, cái cảm biến các bạn ạ. Ok. Rồi. Đường nào đấy? Ui, map này hay phết nhở. Chơi kịch tính quá. Gì đây? Kiểu chơi cái map này bị đau tim ý. Kiểu bỗng nhiên có con gì nhảy ra. Sợ lắm các bạn ạ. Gì đây? Từ nào, phải bình tĩnh. Ê, mình nghe tiếng gì các bạn ạ? Mình nghe tiếng gì ghê ấy? Mình nghe tiếng gì ấy các bạn ạ? Căng cái gì đấy? Cho dương lại không cho gì. Lạ nhở? Quả map này chơi hay phết đấy, chơi quấn phết các bạn ạ. Chưa thấy có gì nhá. Hình như là di chuyển trên này. Từ nào, có gì không? Ồ, chưa thấy có gì. Ui, map này build đẹp phết nhở? Ok chứ. Không phải là quá xuất sắc nhưng mà nó là tầm được của nó. Lát nữa mình sẽ cho bạn coi ID map nữa. Ok, để từ nào. Ôi, đường nào ấy? Uầy, đây là kiểu như là cái sân hồ sen này. Wow, không biết là hồ này có đồ gì không? Không có đồ gì các bạn ạ. Ở đây không biết đi đâu ấy, từ mình đang đi tìm đường các bạn ơi. Từ nữa, ở đây có cái đường này. Ở đây có cái kiểu hành lang này. Ở đây có một cái hành lang các bạn ạ. Uầy, hay ta, ở đây có cái hành lang nè. Wow, hay đấy. Uầy, sẽ đâu giờ? Uầy,
Ôi đây đường cụt, đây đường cụt các bạn ơi. Uầy, cái hành lang là dẫn đến đâu đây? Ôi đường cụt à? Ôi đường cụt các bạn ạ. Ôi đường cụt, đường cụt, đường cụt. Ủa? Cái hành lang này đường cụt các bạn ạ. Wow, map, map quấn à, vừa phải giải map, vừa phải tìm đường cơ. Vừa phải bắn nhau nữa, map hay phết. Thế đi đường nào nhỉ? Đường bên kia à? Gì ấy? À đây. Ô, đường gì đấy? Ôi, cái hầm gì đấy? Ô, đây là cái ngách thôi các bạn ạ. Ủa ôi, phép. Cái map này phải tự dò đường các bạn nha, kết hợp nhiều cái phết đấy. Để coi nè, đây cái đường đây. Đây còn một đường nữa các bạn ạ. Đó, đấy, à, cầu thang leo lên trên này, từ từ nhá. Ok, rồi, bây giờ chúng ta phải leo lên trên này các bạn ạ. Hey, cửa lên xem nào. Wow. Ui, từ từ nào. Ui, sợ lắm, biết đâu đang đi có con gì nhảy ra là chết. Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Gì đây? Ui, bắt đầu tối tối nhở. Kinh kinh nhở, ui, tự nhiên thì tối tối ghê thế, cái gì đây? Đây là vàng nhưng mà không lấy được. Bắt đầu thì ghê các bạn ạ. Càng đi càng ghê các bạn ơi. Gì đây, từ từ nào, từ... Ui, eo ơi, xuống dưới nhìn ghê thế. Ai dám xuống? Có gì không? Ui, sợ thế. Ôi, ghê quá nhở. Thôi bắt đầu kinh kinh các bạn ạ, bắt đầu thấy bắt đầu ghê đấy, có yếu tố kinh dị nữa hay sao các bạn ạ. Ui ôi, từ thế à, có zombie. Nào, bình tĩnh. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, ôi dồi ôi, trâu thế à, có rìu này, rồi, chúng ta có một cây rìu các bạn ạ. Đó, kiếp thật, chỉ còn bây giờ mình chỉ còn có 6 và 26 viên thôi. Chỉ còn có 26 viên đạn các bạn ơi, nguy hiểm quá nhở. Đường nào đây? Ê, sợ thế. Ui luôn, chả nhìn cái gì luôn các bạn ạ. Từ từ. Bình tĩnh. Chỗ này phải nguy hiểm các bạn ạ. Chỗ này đi từ thôi. Bỗng nhiên zombie nhảy ra đấy thì mệt lắm. Có gì kiểm tra đã xem có dấu đồ gì không. Đây là bị chắn rồi này, bị chặn rồi này. Từ từ nữa. Ôi ngố. Chị. Hey. Ui. Map này có mấy đường rồi này. Có đường đi. À đâu, đường là đường cụt. Ôi nhiều đường phết nhỉ. Cái gì đấy? Đây có cái dương này. Ngon, ui có tiểu liên luôn, ngon luôn, có tiểu liên các bạn ơi. Mà thôi mình không dùng tiểu liên đâu, tiết kiệm đạn các bạn ạ. Tiết kiệm đạn thôi, cầm súng lục thôi. Thực ra ấy, đam này, đam của tiểu liên ấy nó còn thua ở súng lục cơ. Đấy, các bạn thì tiểu liên có 20 đam, còn súng lục là 30 đam. Chẳng qua là tiểu liên bắn nhanh hơn thôi, tốn nạn lắm. Cái đường này đi đâu ấy? Không lên được à? Không lên được các bạn ơi, không lên được. Mất tình hình rồi, chẳng mất tình hình rồi. Wow. Má này hay được, từ từ nào. Ui, chút kia thùng thuốc nổ kìa. Mình thấy có thùng thuốc nổ, mình nghe tiếng gì cái ghế, mình nghe tiếng gì các bạn ạ. Từ nãy mình nghe tiếng gì. Ôi mình ôi đi đâu rồi, sao nhiều zombie thế. Ôi từ từ nào. Ô có hàng. Từ hey, bắn này. Ok, nạp đạn. Bắn. Ui xuống trượt. Ok, từ kiểm tra giường á. Không có gì. Vậy có tí súng mà lại có một tẹo súng thôi. Ôi có thùng thuốc nổ ấy, bắn không nổ. Bắn thùng thuốc nổ tưởng nổ là căng quá, trong có gì không nào. Ủa trong dưới này có hố này kìa, mình thấy dưới này có hố gì mà không nhảy vào được các bạn ạ. Đây. Ô, không đi vào được, bị chặn rồi, chặn đầu rồi. Tức là trong này có hố này chắc không đi vào được đâu, chắc là để trang trí đẹp thôi. Đây. À đội mũ. Có thêm cái mũ các bạn ạ. Rồi gì đây. Đóng cửa mở cửa à, ok xem nào. Ở đây là có cái dương. Không có gì. Ôi có giáo này. Hey, cho cái giáo để làm gì đây? Giáo này hỏng rồi các bạn ạ. Cầm đập phát chết luôn, hỏng luôn à? Giáo này dùng được một lần rồi các bạn ơi. Cái giáo, ôi có kiếm, ngon, có kiếm các bạn ơi. Ok, có kiếm. Mặc dù súng mình có mấy trăm viên đạn cơ, lo gì, cần thì kiếm. Tầm này cần thì kiếm. Rồi ok, kiểm tra có vẻ hết rồi đấy. Này chắc chậm bất tử hình không? Đúng rồi, chủ má chậm bất tử hình các bạn ạ. Đi tiếp, sợ thế nhở? Tén phết các bạn ơi, cái gì đây? Ui ghê, chơi cái map này cứ bị ghê các bạn ạ. Ồ đạn à, lại thêm đạn, ok. Lại có thêm đạn các bạn ơi. Ôi bóng có quả chấm. Ô tự nhiên có bóng rổ nó ra này. Tự nhiên lòi nó ra quả bóng rổ các bạn ạ. Sỗi nè, ui dồi đông thế. Nào mà bình tĩnh nào. Ê anh bình tĩnh nha. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Nào. Đi từ từ. Lên đây. Ra đây. Đồ. Hê.
Hey này, hey, ôi, ui mày thế. Ôi, nó chém một cái mất tận 30 máu cận ạ. Ghê vậy, hơn 30 máu luôn. Eo ơi, nó chém một phát mất hơn 30 máu mà chưa kể mà có đội mũ nữa. Căng đấy. Ôi, đường này đường gì đấy? Đường này chắc là đường cụt à? Ờ, chắc là không ra ở đâu. Ôi, ui dưới là vẫn còn à? Ôi, mình thường vẫn còn cận ơi. Vẫn còn. Nhơn này. Ui, hết đại. Nhơn này, ok, xử xong một con rồi. Ui dồi, ui, đau đấy, ui. Còn 50 máu, từ từ nè. Ui, từ các bạn ơi. Nó đánh đau đấy, nó đánh một phát mất tận kìa. Mình còn 50 máu kia. Ê, có giáp. Ờ, có áo da rồi nhá. Nào. Ui dồi, chạy. Ok. Map này hay đấy nhở. Map này chơi quấn phết cận ạ. Cái gì đấy. Xem mà có đồ gì không. Chưa thấy có đồ gì. Từ nè. Mở cửa. Không có gì cả. Ai có dương ấy. Ơ có đạn này, ngon, có đạn các bạn ơi. Hay đấy mà hay gì. Ô, à đi lên trên lầu. À, lên trên lầu à, ok. Lên trên lầu các bạn ơi. Uầy. Map hay phết nhỉ, gì đây. Wow. Ôi, có dương này. Không có gì, dương không có gì các bạn ạ. Ô, à có dương tiếp này. Ơ, dương không có gì. Ơ. Uầy, thế đi đâu nữa. À, hình như là đường bên đây, đường bên đây, gì đây, ô, thế là thắng rồi nhỉ, gì đây, à, đây mới phần 1 thôi, ok, hình như là còn phần 2 các bạn ạ, còn phần 2 sao ấy, thử xem nào, hình như là còn phần 2, tức là chủ map mới làm phần 1 thôi, còn phần 2 đang cập nhật, ok, rồi, hiểu rồi, ui, mà chơi quấn phết đấy mà hơi ngắn rồi. Mong map này tên là The Last of Us bản beta, ok. Của bạn tên là Liwen IT, ID là 4860 6921. Các bạn nhá, đó ID là 4860 6921. Được, map này mình đề cử được các bạn ạ. Đề cử được nhá. Đấy, bạn nào mà lười tìm ID map ấy thì có thể vào trang cá nhân của mẹ béo, xong rồi chọn phần đánh giá ấy. Đây, map chơi rất rất quấn à, từ rất map. Map có lối chơi rất lôi cuốn đó, ok. Trang trí ổn, khá dễ và hơi ngắn, phải mong rằng chủ map sẽ sớm update thêm nhiều level hơn nữa nhé. Chấm chúc map sẽ có được nhiều lượt tải trong tương lai. Mọi người đừng quên trải nghiệm thử cùng bạn bè nhé. Ok, tìm rồi. Map phải chơi được phê chứ, chơi khá là quấn luôn các bạn ạ. Đó, map này mình tìm ở trên thư viện mini này. Đây, The Last of Us bản beta, ID là 4860 6921. Bạn nào lười mà không muốn tìm ID map ấy thì có thể vào đây, vào trang cá nhân của mèo Peo, ID 27351783. Đấy, chọn phần map, phần đánh giá. Đó, sẽ ra ngay cái map mà mình từng đánh giá đây. Rất là nhiều những map mình từng đánh giá các bạn ạ. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ mèo Peo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.